Thằng Nam nó không thể nào là kẻ giết người. Không phải nó đâu, nó không thể nào làm chuyện đó đâu. Anh biết, chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Thằng Nam không thể là kẻ giết người được. Nhưng mà bây giờ mình muốn cứu con thì phải có bằng chứng mới được. Lẽ ra ngay từ đầu em không nên khuyến khích anh đến xét nghiệm ADN. Là do em cố chấp, em sai rồi. Em chấp nhận nhường anh cho Ái Phương. Em không muốn mọi chuyện như vậy đâu. Thằng Nam đã rất quan trọng với em. Em xin anh, với danh nghĩa là anh Hải hay là anh Hòa đi nữa, anh hãy giúp em cứu thằng Nam. Em xin anh, em không muốn mất con của mình đâu. Anh à, anh chắc chắn sẽ tìm cách để cứu Duy Na. Nhưng mà anh thực sự cũng chưa biết phải làm cách nào. Thằng Nam hiện giờ đang bị tạm giam, mình không thể vào thăm được. Trong khi đó Phương thì đang bất tỉnh. Anh đúng là một người cha bất tài. Chỉ vì anh mà bao nhiêu người phải chịu khổ. Ông trời ơi, sao ông lật lọc bắt hết người thân của tôi đi như vậy? Tại sao ông không bắt tôi đi nè? Sao bắt con của tôi vậy? Tôi xin ông hãy bắt tôi đi nè. Dung ơi, em hãy bình tĩnh đi Nhung. Nếu được, anh còn nguyện chết thay con em mà. Nhưng mà có lẽ mình và hắn ta nên giải quyết dứt khoát. Biết đâu thằng Nam sẽ được cứu. Tôi có thể gặp anh được không Kim Long? Rốt cuộc ông muốn gì mới chịu dừng lại đi? Thực ra thì tôi cũng không muốn làm khó dễ gì ông. Chỉ cần ông chuyển một số cổ phần mà ông nắm từ Phương Hòa sang cho Minh Đạt, ông sẽ là Đình Hòa. Bí mật sẽ chôn vùi mà không ai biết ông là ai cả. Mà tôi còn cung cấp cả bằng chứng vô tội cho thằng Nam nữa. Tại sao ông lại có được bằng chứng vô tội của Duy Nam? Không lẽ vụ án của Phương là do ông sắp đặt sao? Không tôi làm thì ai? Ủa, Hoàng Hải ngày xưa thông minh lắm mà. Ông đúng là gian xảo. Không những gian xảo mà ông còn tàn nhẫn nữa. Mày còn giữ được mạng sống của mày cho tới ngày hôm nay là nhờ ai mà còn dám nói tao là tàn nhẫn? Đáng lẽ tao đã giết mày từ lâu rồi để trả thù cho anh tao. Không biết cảm ơn, còn ở đây lớn giọng nữa hả? Tôi không lớn giọng với ông. Ông có thể giết tôi cũng được, nhưng có thể nào ông tha cho người thân của tôi được không? Không bao giờ. Cả mày và người thân của mày chung số phận. Thôi được rồi, nếu ông cần cổ phần của tôi sẽ nhường lại hết cho ông. Nhưng tôi cần nhìn thấy bằng chứng của Duy Nam trước tôi mới tin. Được thôi, nhưng đổi lại mày phải chuyển một số cổ phần từ Phương Hòa sang cho Minh Đạt thì tao mới cho mày thấy bằng chứng. Rồi sau đó mày phải chuyển hết tất cả cổ phần của mày sang cho Minh Đạt. Lúc đó tao sẽ cung cấp bằng chứng vô tội cho thằng Nam, và nó sẽ giúp cho con mày ra tù sớm. Tôi sẽ làm theo lời ông nói, miễn là ông giữ đúng lời hứa là được. Mình chỉ còn cách làm theo hắn ta thôi. Muốn báo công an thì phải có bằng chứng, nhưng mình có gì đâu. Nam ơi, bằng mọi giá bà phải cứu con ra khỏi đó. Con chờ bà nghe con. Kế hoạch hoàn hảo, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại sớm nhất trên ứng dụng THVNLI.